Xin chào nhà mình tiếp tục đến với đồ cổ Cần Thơ vào clip mới nhất vào buổi chiều tối ngày 7 tháng 8. Thì đến với clip buổi chiều tối ngày hôm nay thì bên đồ cổ Cần Thơ em cũng có rất nhiều sản phẩm đẹp để giới thiệu và giao lưu cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Xem được đừng tiếc cho em xin một like và đăng ký kênh cả nhà mình nha. Và mã số 1 đầu tiên của ngày hôm nay là giới thiệu cả nhà mình có về được một bộ 12 con giáp chất liệu bằng đồng. Đây là một bộ rất là đẹp. Bộ này tổng trọng lượng là khoảng 10 kg rưỡi cho một bộ 12 con. Và chiều cao tổng thể của mỗi con là tầm có khoảng là 14 cm, bề ngang tổng thể là có khoảng 9 cm, chất liệu bằng đồng và đế là đế tiền, ở dưới đáy đế là có chuyện luôn nha các nhà ha, và đường kính là có khoảng là 9 cm. Đây các nhà cùng xem nha, 12 con, trọn bộ 12 con rất là đẹp ha. Đây các nhà cùng xem nha, xem không rõ cần thêm thông tin có thể kết bạn qua Zalo bên em ha, để bên em gửi thêm thông tin cho mình nha. 12 con như thế này và trọn bộ như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 5,5 triệu nha, 5,5 triệu cho trọn bộ 12 con giáp chất liệu bằng đồng, mã số 1 trong video hôm nay mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đó, rất là đẹp cả nhà mình nha. Đây là mã số 1 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha, trọn bộ 12 con giáp chất liệu bằng đồng, 5,5 triệu cho mã số 1. Rồi, tiếp theo mã số 2. Mã số 2 của ngày hôm nay là một trong những tượng rất là đẹp. Đó là thiên thần đập quỷ. Đây cả nhà cùng xem ha, đây là một bộ tượng rất là đẹp mà bên em vừa sưu tầm được để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Tổng trọng lượng là 2 kg, chiều cao tổng thể là có khoảng là 27,5 và bề ngang của thiên thần là có khoảng là 18 cm. Đây là hình ảnh một thiên thần với một cái đôi cánh ha, đôi cánh thiên thần nha, đạp một con quỷ, ở dưới là hình ảnh con quỷ nha cả nhà ha, rất là đẹp nha. Bộ tượng thiên thần đạp quỷ chất liệu bằng đồng đã được vệ sinh chùi sáng bóng lại rồi nha cả nhà nha, rất là đẹp. Đây là một tượng rất là đáng để mình trưng bày sưu tầm ha. Đó, tượng này là 2 kg nha. Và tượng này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,8 triệu cho mã số 2 có trong video hôm nay mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Đây là mã số 2 ha. Rồi, tiếp theo mã số 3. Mã số 3 là giới thiệu với cả nhà mình còn được một cái cây cân đồng xưa rất là đẹp. Đây, hôm nay là còn được một cây cân đẹp để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Tổng trọng lượng là khoảng là 1,8 kg. Và đường kính dĩa là có khoảng là 24 cm. Ở đây là có khắc tên của một cái người chủ, cái người thợ ngày xưa nha. Ông này cũng có khắc một cái tên là tên Duồn gì đây. Vào ngày 9 tháng 4 năm 89. Toàn bộ đều bằng đồng, rất là lành lặn liền lạc nha, rất là dày. Đó đây, các nhà cùng xem ha. Ngày xưa dùng để cân cá, cân thịt đồ ha. Cân rau củ đâu nha. Đa số là bằng sắt thép nhưng bằng đồng ít có thấy ha. Và cây này còn liền lạc lành lặn, rất là dày. Và có giá giao lưu cả nhà mã số 3 ngày hôm nay là 1,2 triệu cho mã số 3. Rồi, tiếp theo mã số 4. Mã số 4 là giới thiệu cả nhà mình còn được một cái khuôn bánh bông lan xưa chất liệu bằng đồng. Đó, đây là ngày xưa là hay dùng để đổ bánh ha. Tổng trọng lượng là 3,5 kg cho mã số 4. Rồi, đường kính trên là 21 cm. Rồi, đường kính dĩa dưới là có khoảng là 21,5. Chất liệu bằng đồng. Đó, rất là lành lặn, liền lạc nha. Chất liệu bằng đồng rất là dày và có giá giao lưu cả nhà mã số 4 của ngày hôm nay là 1,8 triệu cho một khuôn bánh bông lan chất liệu bằng đồng xưa rất là đẹp, mã số 4. Rồi, về mã số 5. Mã số 5 thì hôm nay em có hai cái hũ trang sức để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Mã số 5 ngày hôm nay là hai hũ trang sức của nhà giàu ngày xưa nha, dùng để dựng đựng vàng bạc châu báu ha. Mã số 5 thì có một hũ là có là gọi là hũ châu, có hình ảnh chú châu, để cả nhà cùng xem ha. Đó, chú châu ha, ở đây có chuyện luôn. Hũ châu nha, đầu tiên là cái hũ con châu, thứ hai là hũ con lân. Đó, đây cái này cùng xem ha, hũ thứ hai là hũ lân, ở đáy gồm có chuyện, gồm có 4 mặt chữ ha. Đây cái này cùng xem nha, hũ lân nha, một cái hũ châu, cái hũ lân một cặp và một cái có giá giao lưu với cả nhà mình, một cái như thế này là 950 ngàn. Thì mình có thích sưu tầm cái nào thì báo em ha. Cái này đựng vàng bạc châu báu nha, sau này mình có thể dùng để đựng trà cũng được, dùng để đựng kim cương ha, trang sức gì cũng được nha. 950 một cái. Thì cả nhà có nhu cầu sưu tầm báo ha, mã số 5. Rồi, tiếp theo mã số 6 mà bên em giới thiệu cả nhà mình hôm nay đó là một tượng Quan Công nha, một trong những vị tướng ha, nổi tiếng thời Tam Quốc ngày xưa ha. Tượng này thì tổng trọng lượng là khoảng 3,2 kg, 3,3 kg. Chiều cao là có khoảng là 36 cm. Rồi, bề ngang là có khoảng là 14. Chất liệu bằng đồng. Đây là một tượng Quan Công rất là đẹp đây, để cả nhà mình cùng xem ha. Đó, tay đang vuốt gâu ha, một tay cầm thanh long đao đây, mặc áo thì áo rồng, phía sau là có một cây kiếm nữa này, rất là đẹp ha.
và tác phẩm này có giá giao lưu với cả nhà mình. Đó, một tác phẩm như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.800.000 cho mã số 6. Rồi thứ hai mã số 7. Mã số 7 trong buổi tối ngày hôm nay thì cũng còn được một tượng về ông Táo. Ông Táo ha. Tổng trọng lượng của ông Táo là tầm có khoảng là 4,5 kg. Rồi chiều cao tổng thể. Chiều cao tổng thể là 26. Bề ngang là có khoảng 15. Chất liệu bằng đồng nha cả nhà nha. Tượng ông Táo ha. Ông Táo chất liệu bằng đồng ha. Đây cả nhà cùng xem đây cái ghế này. Phía sau là ngồi cái ghế gồng ha. Có một cái chuyện ở đây. Đây là mã số 7 mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Và mã số 7 này á thì có giá giao lưu với cả nhà mình. Tượng ông Táo mã số 7 này có giá giao lưu cả nhà mình 2.600.000. Rồi tiếp theo mã số 8. Mã số 8 trong video buổi tối ngày hôm nay á, thì còn được một cái đỉnh. Đó, đây là một cái đỉnh đỉnh đồng xưa ha. Tam hạt đập, tam hạt. Ở dưới là ảnh lá sen. Là ở trên có ảnh con rồng. Chiều cao tổng thể của cái đỉnh này là có khoảng là 25. Bề ngang của đỉnh là có khoảng là 18 cm. Chất liệu thì bằng đồng. Bằng đồng xưa ha, hai bên hai quai là hai quai rồng. Ở dưới là tam hạt đạp sen, đạp lá sen như này nè. Ở trên là hình ảnh là có hình ảnh con rồng nha cả nhà mình ha. Và ở đây. Và ở đây có chuyện luôn nha. Đây là một cái đỉnh rất là đẹp. Và cái đỉnh này có giá giao lưu cả nhà 1.800.000 cho mã số 8. Rồi tiếp theo mã số 9. Mã số 9 thì giới thiệu cả nhà mình còn được một cái bàn ủi. Đó. Một cái bàn ủi con gà. Và hôm nay thì bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cả nhà mình cái bàn ủi con gà ha. Một cái bàn ủi con gà này là tổng trọng lượng là khoảng 4,5 kg. Và bàn ủi này năm ở trong này nó có năm luôn ha, 1882. Đó. Rất là nặng. Đây 1882 nha cả nhà mình nha. Liền lạc lành lặn ha. Rất là nặng nha. Và có giá giao lưu với cả nhà một cái bàn ủi như thế này. Đó, một cái bàn ủi rất là đẹp, 2,5 kg ha, mã số 9. 2, 4, 6, 8, 9 lỗ nha, mã số 9 ha. Rồi tiếp theo mã số 10 mà bên em giới thiệu với cả nhà mình là còn được một cái con mèo. Đó, con mèo đồng. Mã số 10. Tổng trọng lượng là khoảng 2,5 kg. Chiều dài tổng thể của chú mèo là có khoảng là 26. Chiều cao là có khoảng là 14,5. Chất liệu bằng đồng. Đây nguyên một chú mèo này cả nhà cùng xem ha. Ở đáy đây có chuyện luôn nha. Và chú mèo đồng này tổng trọng lượng là khoảng 2,5 kg. Và có giá giao lưu cả nhà 1,5 kg ha. 1,5 kg cho một chú mèo đồng như thế này nha. Mình có nhu cầu sưu tầm cứ liên hệ trực tiếp bên em ha. Kênh này là đồ cổ Cần Thơ nha. Địa chỉ là ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Đây là mã số 10. Tất cả các đơn hàng đều free ship toàn quốc cho mình nha. Mình an tâm đặt hàng ha. Mã số 11 thì giới thiệu với cả nhà mình một cái tháp Vân Xương nha. Tháp Vân Xương là nói về tháp Vân Xương thì là sự thăng tiến thành công ha. Trong công danh sự nghiệp hoặc học hành nha. Tháp 12 tầng. Ủa tháp 9 tầng chứ. 4, 6, 7, 8, 9 tầng nha. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 24 cm. Rồi bề ngang là 7 cm. Và một cái tháp Vân Xương như thế này rất là thích hợp mình để bàn làm việc ha. Hoặc là bàn học nha. Rất là hay. Chất liệu bằng đồng. Sự thăng tiến thành công nha. 750.000 cho một cái tháp Vân Xương của ngày hôm nay mà số 11. Rồi 12. 12 thì trở lại khoảng thập niên 60-70 nha. Giới thiệu với cả nhà mình còn được một cái cây cân đòn ha. Cân đòn gánh. Hay người ta còn gọi một cái tên rất là hay ha. Cân, gọi một cái tên rất là dân dã nha. Này cân heo nha. Đây cả nhà mình cùng xem nha. Cây này cân được 82 kg. Này chất liệu nhưng mà đặc biệt cây cân này chất liệu bằng đồng. Cân heo nha. Đó. Và đặc biệt cái cân này đẹp nhất là ở phía sau nó có khắc tên ngày khắc năm ngày xưa nha. Ngày 3 tháng 5 năm 80. Đó, nguyên một cây cân đồng. Cả cái trái này cũng bằng đồng luôn nha. Đó, cái trái này cũng bằng đồng luôn ha. Cây này cân 80 kg. Cái trái này không là có để số 2 kg cho này nè. Xem bằng đồng xưa ha. Rất là đẹp nha, hoài niệm xưa nha. Một cây cân đòn gánh. Cân đòn gánh, cân heo hoặc là cân tạ ha. Đó, rất là đẹp. Liền lạc lành lặn. Thì cây này có giá giao lưu cả nhà 1.800.000 nha cả nhà nha. Mình có nhu cầu sưu tầm liên hệ em ha. Mã số 12. Rồi tiếp theo 13. 13 thì giới thiệu với cả nhà mình còn được một tác phẩm Hoàng Thần Tài. Đó, ông rất là đẹp. Tổng trọng lượng của tác phẩm Hoàng Thần Tài của ngày hôm nay là 6,5 kg. Rồi chiều cao tổng thể là 30. Bề ngang của Hoàng Thần Tài là có khoảng là 23. Chất liệu bằng đồng. Hoàng Thần Tài. Đây cả nhà mình cùng xem ha.
là tác phẩm Hoàng Thần Tài của ngày hôm nay. Thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.800.000 mã số 13. Rồi tiếp theo mã số 14. 14 thì giới thiệu cả nhà mình còn được một cái cây, một cây cây bút, bút chiêu tài. Đó, chiêu tài hút lộc ha. Cây bút có hai chú cốc thải tiền tài tài lộc nha. Rất là hay ha. Tổng trọng lượng là 3,5 kg. Chiều dài là có khoảng là 30, chiều cao là 22, chất liệu bằng đồng. Đây có hình ảnh con rồng nhã viên ngọc ha, có hai chú cốc thải tiền tài tài lộc nha. Có giá giao lưu với cả nhà mình một cái cây bút cốc như thế này, 2,2 triệu cho mã số 14. Mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng với nhau nha. Rồi 15 hôm nay là một sản phẩm chống đồng ha. Chống đồng này tổng trọng lượng là 2,2 kg. Rồi chiều cao là có khoảng là 15, mặt trống là có khoảng là 19 cm, chất liệu bằng đồng. Đây là một cái trống đồng xưa rất là đẹp ha. Đây có bốn chú cốc đây, các bạn cùng xem này. Đó, rất là đẹp. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một cái trống đồng như thế này. Đó, cả nhà cùng xem nha. Rất là hay, rất là đẹp ha. Có giá giao lưu cả nhà 2,5 triệu cho một cái trống đồng xưa ngày hôm nay mã số 15. Rồi, tiếp theo mã số 16. 16 hôm nay là một tác phẩm là Thiện Ác ha. Đây Tôn Ngộ Không ha, một bên thiện một bên ác. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 32 cm, bề ngang của tượng là tầm có khoảng là 12, đế là có khoảng là 14, chất liệu bằng đồng. Và một tác phẩm như thế này rất là đẹp, bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 2,2 triệu cho tác phẩm Thiện Ác của ngày hôm nay nha. Mã số 16 mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi tiếp theo mã số 17. 17 thì hôm nay còn được hai tượng về công giáo ha. Mã số 17 là hai tượng về công giáo, tượng cha và tượng mẹ. Mỗi một tượng có khoảng 2,5 kg nha cả nhà nha. Và chiều cao là 40. Đó. Mỗi tượng là chiều cao tầm 40 cm, bề ngang là có khoảng là 9 cm. Chiều cao là 30, chứ xin lỗi cả nhà ha, chiều cao là 30 nha. Xin lỗi cả nhà mình nha ha. Chiều cao 30, mỗi tượng gần 2,5 kg. Và mã số 17 ngày hôm nay mỗi tượng có giá giao lưu cả nhà 1,5 triệu ha. Này là đã vệ sinh chùi bóng lại cho mình rồi nha, mã số 17. Rồi tiếp theo mã số 18 trong video ngày hôm nay thì còn được một tượng Phật Di Lặc chất liệu bằng đồng. Đó, tượng Phật Di Lặc tổng trọng lượng là 6 kg, bề ngang tượng Phật Di Lặc là 35, rồi chiều cao là có khoảng là 19. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một tượng Phật Di Lặc của ngày hôm nay. Đó, mã số 18 có giá giao lưu với cả nhà mình là 3 triệu đồng cho mã số 18 của ngày hôm nay. Rồi theo mã số 19 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình là còn được một tượng Khổng Minh Gia Cát Lượng ha. Giới vì tài là hô mưa gọi gió nha, đón việc như thần ha. Tượng Gia Cát Lượng rất là đẹp của ngày hôm nay. Đây là mã số 19, chiều cao của tượng là 46, gần 46 cm, bề ngang là có khoảng là 38, chất liệu bằng đồng. Đây một tượng rất là đẹp. Đây là mã số 19 mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Đó. Tổng trọng lượng là khoảng 7,8 kg. Và một tượng như thế này bên em có giá giao lưu cả nhà mình là 3,6 triệu cho một tượng như thế này ha, rất là đẹp nha. Thì mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em ha. Đây là mã số 19 trong video ngày hôm nay. Và mã số cuối cùng mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình á, hôm nay có về được một bộ mã số 20 của ngày hôm nay, là một bộ lư đào Nam Bộ. Rồi sau đây em gần để cho cả nhà mình xem bộ lư đào Nam Bộ ha. Miền Nam thì có lư đào nha, miền Bắc thì có những bộ đỉnh, miền Nam thì có những bộ lư đào như thế này. Hai bên là có hình ảnh hai quả đào, ở trên là có hình ảnh chú Lân ha. Một bộ này em có cân trước cho mình rồi, 19 kg và chiều cao là 69 cm, rất là đẹp. Một bộ lư đào Nam Bộ ha, miền Nam nha. Thì đây để gọi gần cho nhà mình cùng xem ha. Một bộ như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 9 triệu đồng nha, trong bộ lư đào Nam Bộ ngày hôm nay. Chiều cao là 69 cm, cân nặng là 19 kg. Đây còn lên cho này cả nhà mình cùng xem ha, rất là đẹp nha. Hai bên có hai quả đào. Bộ lư này là em đã chùi bóng đây rồi nha. Và đây cũng là mã số cuối cùng trong video hôm nay mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi xin chào và hẹn lại cả nhà mình vào những video tiếp theo, những sản phẩm đẹp độc và lạ hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.